Cũng theo báo cáo của Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị của Bộ này đã điều tra làm rõ hơn 22.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 78,36%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 3,36%. Ngoài ra, Bộ Công an đã triệt phá 17.000 vụ liên quan đến các đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia, các tụ điểm ma túy, bắt giữ hơn 27.900 đối tượng, nhiều hơn 20% so với cùng kỳ năm 2023. Thu giữ hơn 332 kg heroin, hơn 1,8 triệu viên ma túy tổng hợp, phát hiện hơn 3.000 vụ phạm tội về tham nhũng kinh tế buôn lậu, nhiều hơn 47% so với cùng kỳ, phát hiện 357 vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm, nhiều hơn 6,8% so với cùng kỳ. Qua đó cho thấy, hiệu quả trong việc tập trung nhận diện, đánh trúng các hành vi thủ đoạn tham nhũng tiêu cực mới trong các lĩnh vực nhạy cảm diễn ra trong thời gian dài. Đồng thời, Bộ Công an cũng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, vụ án mới với phương châm xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.